tiếng còi báo động bất ngờ vang lên trong căn cứ quân sự nga tất cả binh lính lập tức trang bị vũ khí tất cả hệ thống phòng thủ trong căn cứ đều được kích hoạt toàn bộ binh lính đều ngắm bắn vào mục tiêu trong bóng đêm sau đó chỉ huy trưởng cũng nhanh chóng bước tới tuy nhiên khi anh ta nhìn về phía trước bằng kính nhìn ban đêm lại không nhìn thấy bất cứ điều gì khác thường nhưng lúc này binh lính không dám buông lỏng cảnh giác bởi vì phòng chỉ huy đã chuyển tới cảnh báo hệ thống cảm ứng đã cảm nhận được một tín hiệu nhiệt lớn, một số lượng lớn kẻ thù đang nhanh chóng tiếp cận căn cứ, tốc độ của chúng không những vượt quá 20 km một giờ, mà thậm chí kích thước cũng lớn hơn rất nhiều so với con người, vì thế nên binh lính lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu, vô số tia hồng ngoại đều hướng về phía trước, tuy nhiên đúng vào lúc này, hệ thống điện của căn cứ bỗng nhiên bị gián đoạn, trước khi chỉ huy kịp phản ứng. Con chó săn nhận thấy điều bất thường nên đã lao ra ngoài, thấy phòng chỉ huy không thể cung cấp thêm thông tin được nữa, người chỉ huy lập tức bắn pháo sáng hướng lên trời, nhưng trong bóng tối không thấy một kẻ tấn công nào cả người chỉ huy nội tâm bất an lại bắn tiếp phát pháo thứ hai lần này họ vẫn không nhìn thấy kẻ địch đâu nhưng tất cả binh lính đều nghe thấy tiếng chu của chú chó săn trước khi chết chuyển tới thấy vậy chỉ huy lại bắn tiếp phát súng pháo hiệu thứ ba nhưng lần này khi pháo hiệu dần tắt một nhóm lớn bóng đen nhanh chóng lao về phía căn cứ thấy vậy đại tá vội vàng ra lệnh cho binh lính nổ súng ngay lập tức vô số viên đạn lao nhanh về phía mục tiêu những cây súng máy cũng bắn liên tục vào chúng sinh vật bí ẩn tấn công căn cứ cuối cùng cũng dần hé lộ chờ tới ngày hôm sau khi sát chết khổng lồ đè lên một người lính được nhấc đi, anh ta mới biết được sinh vật tấn công căn cứ đêm hôm qua hóa ra là những con gấu nâu, nhưng lúc này bên ngoài tiến phòng thủ, xác của vô số con gấu nâu đã chất thành núi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tại sao những con gấu này lại đột nhiên tấn công vào căn cứ? Thì ra cách đây không lâu, một thảm họa bất ngờ đã quét qua toàn bộ trái đất, đầu tiên là một máy bay đi Paris đã bị mất kiểm soát, nó trực tiếp lao thẳng xuống đất, sau đó toàn bộ ánh đèn của thành phố vụt tắt. Hệ thống điện trên toàn cầu bị tê liệt trong giây lát, cuối cùng chỉ còn lại một khu vực trên trái đất vẫn còn sót lại ánh sáng, và nơi đó chính là Moscow. Nhưng bây giờ nước Nga vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, bởi vì nơi đây chưa hề bị tấn công. Hơn nữa bây giờ họ đã mất liên lạc với phần còn lại của thế giới, vì thế nên quân đội lập tức vào cuộc. Đội Alpha được lệnh nhận nhiệm vụ trinh sát lần này. Mục tiêu của họ là một thị trấn vừa bị mất liên lạc, khu cách Ly bây giờ đang bị ảnh hưởng bởi một thế lực chưa xác định. Tất cả các thiết bị điện tử của con người ở đây đều vô dụng. Sau khi những người lính tiến vào thị trấn, họ ngay lập tức tới trung tâm mua sắm nơi tập trung đông người nhất khi binh lính gắn một loại chất polymer lên tường ánh sáng chói lóa ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ không gian lúc này những người lính phát hiện tất cả mọi người có mặt tại đây đều đã mất mạng đội trinh sát tiếp tục tìm kiếm các địa điểm khác bây giờ cả thành phố đều ngập trong mùi chết chóc họ nhanh chóng đi tới một tòa nhà trung cư và khi ánh đèn chiếu rọi toàn bộ căn phòng họ còn nhìn thấy bữa tối đã được bày sẵn trên bàn có vẻ như thảm họa này đã xảy ra khá đột ngột tất cả mọi người đều ngay lập tức bị mất mạng thế nhưng lúc này chỉ huy trưởng lại phát hiện ra một vấn đề đó chính là thi thể của gia đình này đã biến mất một cách bí ẩn tuy nhiên còn chưa để họ nghĩ nhiều về điều đó lúc họ đang kiểm tra trên lầu một người lính đã bị tấn công bất ngờ sau khi nghe thấy tiếng động họ nhanh chóng chạy lên lầu kẻ tấn công đã nhảy thẳng từ tầng năm xuống binh lính thấy vậy liền lập tức nổ súng tuy nhiên điều khiến mọi người bất ngờ là rõ ràng đạn đã bắn trúng mục tiêu thế nhưng người đó lại không hề bị ảnh hưởng mà vẫn tiếp tục chạy trốn chẳng bao lâu mục tiêu đã biến mất trong bóng tối chỉ huy thấy vậy liền ra lệnh cho mọi người sơ tán, hiện tại không những có người bị thương cần phải chữa trị gấp, mà những gì vừa xảy ra cũng đã nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Cứ như vậy thời gian đã trôi qua một tháng sau, bởi vì tin đồn Kirov là nơi căn cứ quân sự gần khu cách ly nhất, cho nên bây giờ một số lượng lớn quân đội đã tập trung tại đây, chẳng bao lâu đại tá Kaya từ tổng cục tình báo cũng đã tới đây, cô ấy muốn đội Alpha tiến vào khu vực cách ly một lần nữa, nhiệm vụ chính của họ là thu thập dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu, để các nhà khoa học có thể đánh giá chính xác bản chất của sự kiện này, mục tiêu phụ là tiến sâu vào khu vực cách ly. Nguồn tài nguyên của Moscow đã bị cạn kiệt nghiêm trọng trong tháng này, họ cần phải tìm ra cách lấy thêm nhiều lãnh thổ hơn. Hơn nữa trước đó quân đội đã cử đi 5 đội trinh sát, tuy nhiên sau khi họ tiến sâu vào khu cách ly toàn bộ đã bị mất liên lạc. Quân đội thậm chí còn cử cả một đại đội xe tăng, nhưng cuối cùng 70 chiếc ra đi không có chiếc nào trở về, cho nên nhiệm vụ lần này của đội Alpha vô cùng khó khăn. Tuy nhiên vào đêm trước khi họ xuất phát, căn cứ đột nhiên bị gấu nâu tấn công. Vì để tìm ra chân tướng đằng sau sự phát điên của lũ gấu, Aya đã nói ra một chuyện mà chính phủ vẫn luôn che giấu, đó chính là trên thế giới này thật sự tồn tại người có siêu năng lực, nhưng họ không giống như trong phim, có những năng lực chiến đấu rất đáng sợ và Sasa chính là người xuất sắc nhất trong số những người có siêu năng lực, bộ não của anh ấy có thể tiếp nhận được một vài dữ liệu khoa học mà con người không thể giải mã được và gần đây Sasa thường xuyên mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ toàn bộ con người đều biến thành zombie, cả thế giới chìm trong sự im lặng, họ di chuyển theo một hướng như những cỗ máy và lúc này có một bóng người dường như đã phát hiện ra ánh nhìn của xa xa khi anh ta từ từ quay đầu lại xa xa lập tức tỉnh giấc khỏi cơn mơ sau khi xa xa tỉnh dậy anh phát hiện bên cạnh giường mình đột nhiên xuất hiện thêm một người lạ xa xa còn chưa kịp phản ứng anh ta đã trực tiếp nói ra ba giai đoạn thảm họa của con người anh phải nghe thật kỹ giai đoạn đầu tiên sẽ phá hủy toàn bộ thiết bị điện tử của con người giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu hủy diệt toàn bộ sinh vật sống giai đoạn thứ ba sẽ cho toàn bộ sinh vật sống trong khu cách ly tấn công chúng ta nhưng bây giờ giai đoạn thứ ba vẫn còn chưa xảy ra con người vẫn còn thời gian để ngăn chặn tất cả người lạ mặt nhờ Sasha xa xa đi tìm một người tên là Edward ông ta sẽ biết cách ngăn chặn giai đoạn thứ ba sắp diễn ra thế nhưng Sasha xa xa lại không tin vào lời nói vô nghĩa của người lạ mặt này lập tức hét lớn gọi người cảnh sát đang đứng canh ở bên ngoài thế nhưng sau khi cảnh sát đi vào phòng họ lại không nhìn thấy người lạ mặt trước mắt đội trưởng ở đây ngoài chúng ta ra không còn người nào khác tôi không cần phải vào bệnh viện tôi chỉ cần tiến vào trong não bộ của cậu, ở một nơi khác, căn cứ sau một ngày được sửa chữa. Đêm nay đội trinh sát sẽ vào lại khu cách ly. Đây là đội alpha tinh nhuệ nhất của nước Nga. Họ sẽ tiến vào khu cách ly để thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Lần này căn cứ không những cử máy bay chiến đấu hỗ trợ trên không, mà còn có một đội xe bọc thép cũng đang nhanh chóng tiến lên phía trước, đợi đến ngày hôm sau. Đội xe đã tiến sâu vào trong khu vực cách ly. Trên đường đi họ không nhìn thấy một sinh vật sống nào, trên mặt đất đều là một mớ hỗn loạn, từ còn sót lại là đống đổ nát và sát người. Tuy nhiên lúc này người chỉ huy đột nhiên mở to mắt, bởi vì đống đổ nát mà ông ta thấy trên mặt đất chính là đội xe tăng đã mất liên lạc lúc trước. Sau đó các binh lính cũng phát hiện con đường phía trước đã bị hư hại nghiêm trọng, đoàn xe bây giờ không thể tiến lên được nữa. Nhưng khi người chỉ huy đi tới cuối con đường, ảnh tượng trước mắt đã khiến ông ta không thể tin nổi, không chỉ toàn thành phố đều bị một thế lực chưa thể xác định chia làm đôi, mà thậm chí toàn bộ đại đội xe tăng cũng bị sự tấn công này biến thành một đống sắt vụn. Tình hình tại đây ngay lập tức được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình, nỗi sợ hãi về một thứ chưa rõ, ngay lập tức bị lan rộng. Ngay sau đó, một lượng lớn người dân bắt đầu đổ xuống đường biểu tình. Vào thời điểm này, một số chuyên gia đã suy đoán rằng đây cũng có thể là một loại hình thức chiến tranh kiểu mới, mặc dù vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của kẻ thù, nhưng kể từ khi đội xe tăng thiết giáp bị thứ đó tiêu diệt, vậy thì thứ đã làm ra chuyện này chính là kẻ thù. Khi các tin đồn không ngừng lan rộng, mọi người bắt đầu nghĩ rằng chính phủ đã cố ý che giấu điều gì đó và những suy đoán này ngay lập tức khiến cho họ hoang mang hoảng sợ. Người dân bắt đầu tấn công những người cảnh vệ. Nếu như để tình trạng này tiếp tục diễn ra, thì Moscow sẽ sớm trở thành nơi mất trật tự sau đó trong một khoảng thời gian ngắn tỷ lệ tội phạm trên toàn thành phố đã bắt đầu tăng vọt người dân điên cuồng đi khắp nơi giành lấy mọi loại lương thực mặc dù chính phủ đã lập tức cử người đi trấn áp nhưng những người khủng hoảng đều đã trở nên mất kiểm soát thấy tình hình ngày càng tệ hơn chính phủ đành phải lập tức mở cuộc họp báo họ thừa nhận rằng quân đội đang đối đầu với một thực thể chưa xác định được và dựa theo phân tích tình hình hiện tại thì kẻ địch có thể sử dụng con người trong các khu vực cách ly Bây giờ quân đội đang chuẩn bị triển khai các hành động đặc biệt, sẽ sớm có hàng chục đội trinh sát tiến vào khu vực cách ly, họ không những cần phải tìm hiểu tình hình cụ thể của địch, mà còn cần phải chiếm lại khu căn cứ quân sự thuộc về con người, đội trinh sát cũng sẽ bố trí đường dây liên lạc và tiếp tế trên đường đi, nếu như họ gặp phải kẻ địch khi đang tiến hành nhiệm vụ, thì căn cứ sẽ ngay lập tức phái tiếp viện tới hỗ trợ, và đội trinh sát alpha tinh nhuệ nhất, lại một lần nữa được phái đi làm nhiệm vụ trinh sát, lần này họ tới một thị trấn nhỏ. Sau khi biết kẻ thù có thể ấn nấp trong các khu vực cách ly, tất cả các thành viên trong đội đều đề cao cảnh giác, nhưng sau khi họ lục soát toàn bộ thị trấn, lại không hề tìm thấy bất cứ một kẻ địch nào. Thấy trời cũng đã gần tối, đội trưởng quyết định tối nay sẽ đóng quân tại đây. Đồng thời lúc đó, trong trung tâm bệnh viện quân khu ở Moscow, xa xa tâm trạng không tốt chuẩn bị tới sân thượng để thư giãn, nhưng khi anh vừa ngồi xuống, bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một người lạ. Sau trải nghiệm lần trước, xa xa lúc này có vẻ đã bình tĩnh hơn. Người đàn ông nói rằng ông ta chính là Edward mà người lạ kia đã nhắc đến lần trước và lý do ông ta tìm tới xa xa là vì anh đã ở đó khi thảm họa đầu tiên ập tới, là người duy nhất đứng trên bờ vực sống chết. Kể từ sau lần đó anh đột nhiên có siêu năng lực, tiếp đó Edward nói với Sasha, anh có thể dùng siêu năng lực của mình tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau dẫn tới thảm họa của loài người, nhưng khi Sasha đối mặt với người đàn ông thần bí này, bản năng lại mách bảo anh đừng bao giờ đồng ý với ông ta, Edward thấy Sasha do dự, ông ta đã trực tiếp tháo mặt nạ của mình ra, không ngờ rằng gương mặt của ông ta lại không có miệng, ngay khi Sasha đang sợ hãi hoảng loạn, Kaya vì chuyện gấu nâu nên cũng đã tới đây, đúng lúc nhìn thấy gương mặt kỳ lạ của Edward, Kaya lập tức gọi cảnh vệ tới, tuy nhiên sau khi họ bao vây Edward ông ta từ từ nhắm mắt lại những người lính thay đổi hướng ngắm bắn vào kaya thì ra trong mắt những người lính lúc này edward đã biến thành hình dáng của kaya còn kaya lại biến thành người đàn ông có gương mặt kỳ lạ kia tiếp đó edward đi về phía kaya ngay khi kaya đang vô cùng kinh ngạc edward lại không hề điều khiển binh lính tấn công cô thay vào đó ông ta lại nói cho kaya biết sự thật về thảm họa của nhân loại hóa ra edward thực chất là một người ngoài hành tinh và thời gian sắp tới đây sẽ có hàng triệu người ngoài hành tinh khác tới trái đất, nhưng mục đích của chúng là tiêu diệt toàn bộ nhân loại và Edward là người ngoài hành tinh duy nhất sẵn sàng giúp đỡ con người để chứng minh bản thân không hề nói dối. Edward đã cho phép Kaya đưa mình tới căn cứ. Trước đó ông ta sẽ trả lời một vài câu hỏi về con người. ở một nơi khác, đội Alpha đã tiến sâu vào khu vực cách ly. Tiểu đội lúc này cũng gặp phải vài phiền phức. Súng máy phòng thủ tự động mà họ triển khai đột nhiên bắt đầu kích hoạt. Một người lính phục kích ở trên mái nhà thấy đội trinh sát đã bị bao vây. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy con người trong khu cách ly, nhưng sau khi nhận ra rằng tất cả bọn họ đều nắm giữ súng trong tay, các súng ống chiến đấu không người lái ngay lập tức được kích hoạt, cuộc chiến giữa hai bên ngay lập tức được nổ ra. Tuy nhiên, số lượng kẻ địch quá nhiều, dưới hỏa lực mạnh mẽ của họ, những người lính chỉ có thể trốn trong phòng tấn công, nhưng số lượng kẻ địch dường như kéo dài tới vô tận, ngay cả súng máy tự động cũng không thể địch lại, kẻ địch lần lượt lao về phía trước. Ngay khi những người lính đang điên cuồng chống trả, nào ngờ lúc này kẻ địch lại dùng súng phóng tên lửa, súng máy không người lái ngay lập tức bị tiêu diệt đội trưởng thấy vậy lập tức ra lệnh cho người quan sát tìm kiếm mục tiêu tuy nhiên khoảnh khắc anh ta tiêu diệt thành công kẻ thù một tên lửa khác vẫn đang tiếp tục lao nhanh về phía cả đội nằm xuống chờ sau khi khói tan đội alpha đã phải chịu tổn thất nặng nề nhưng lúc này kẻ địch vẫn đang lao nhanh về phía ngôi nhà dưới sự tấn công điên cuồng của họ những người lính canh cửa không còn có thể giữ vững được nữa thấy kẻ địch đã xông lên cầu thang đội trưởng vội vàng lệnh cho một người lính khác tới canh cửa sau đó lại lệnh cho một người khác gửi tín hiệu cầu cứu khi pháo sáng màu xanh bay lên bầu trời nó bắt đầu lao nhanh về phía trước ngay sau đó pháo sáng đã được kích nổ trên bầu trời khu căn cứ sau khi người chỉ huy nhìn thấy tín hiệu cầu cứu anh ta lập tức chuẩn bị cử đội đi tri viện tuy nhiên đúng lúc này vô số tín hiệu cầu cứu bắt đầu sáng lên khắp toàn khu căn cứ pháo sáng màu xanh có nghĩa là cần hỗ trợ pháo sáng màu đỏ có nghĩa là tiểu đội đã bị tiêu diệt hóa ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tất cả các đội trinh sát do căn cứ cử đi đều đã bị tấn công chiến tranh bắt đầu rồi đây là căn cứ quân sự cuối cùng của nhân loại nhưng bây giờ nó cũng đã bị người ngoài hành tinh điên cuồng tấn công vô số viên đạn đang nhanh chóng bắn vào căn cứ tất cả các súng máy phòng thủ đều được kích hoạt ngay lập tức mưa đạn dày đặc tấn công vào căn cứ với tốc độ kinh hoàng tuy nhiên cuộc tấn công của kẻ thù tới quá bất ngờ và số lượng tên lửa cũng nhiều không đếm xuể cuối cùng nó đã xuyên thủng hàng phòng ngự của căn cứ cùng với một âm thanh dữ dội vang lên căn cứ cuối cùng của nhân loại cũng đã biến thành cho bụi bên ngoài căn cứ lúc này chỉ còn lại một nhóm người cuối cùng sống sót kaya nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt cô ngay lập tức nhắm khẩu súng của mình vào người edward hóa ra cách đây không lâu người ngoài hành tinh edward đã chủ động tìm tới kaya sau đó ông ta đã tiết lộ mục đích thực sự của người ngoài hành tinh tới xâm chiếm trái đất, tinh cầu của người ngoài hành tinh đã bị phá hủy, bọn họ đang cố tìm kiếm các hành tinh khác trong vũ trụ để xâm chiếm, khi tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đến hệ mặt trời, họ trực tiếp du hành không gian để đến trái đất, phát ra một làn sóng xung kích đặc biệt, chức năng của nó không những có thể làm tê liệt các thiết bị điện tử của con người, mà còn có thể khiến cho sự sống đã tiếp xúc với bức xạ, trở thành những con rối không có ý thức, nhưng mặt trăng đã tình cờ chặn được một phần sóng xung kích lúc đó, cho nên Moscow đã trở thành Vòng tròn sự sống duy nhất còn sót lại trên trái đất, và giờ đây con người trong khu cách ly đã bị người ngoài hành tinh điều khiển, tiếp theo đây họ sẽ bắt đầu tấn công Moscow. Aya cuối cùng cũng đã biết được mục đích thật sự của người ngoài hành tinh, tiếp đó Edward lại nói ra một chuyện đáng sợ hơn, bởi vì thiên hà của người ngoài hành tinh ở quá xa trái đất và những con tàu thuộc địa của họ vẫn chưa thể đạt tới tốc độ ánh sáng, cho nên trước khi tàu thuộc địa của họ khởi hành, một tàu thăm dò đã được cử đi trước với các chức năng vũ khí sinh học, nó sẽ du hành trực tiếp xuyên qua siêu vũ trụ và đến vị trí của trái đất trong tích tắc, chúng sẽ chinh phục trái đất trước khi người ngoài hành tinh đến sau đó tàu thuộc địa sẽ từ từ tới đây sau 20.000 năm nữa. Kaya thở phào nhẹ nhõm sau khi biết được tin này. Ý của ông là bọn họ phải cần 20.000 năm nữa mới có thể tới được đây sao? Không ngày mai họ sẽ tới đây. Thì ra Edward đã đến trái đất cùng với con tàu thăm dò, và ông ta cũng đã sống trên trái đất 20.000 năm. Con người chính là vũ khí sinh học mà ông ta đã mang theo lúc đó. Không phải cô thật sự nghĩ rằng con người có thể xây dựng kim tự tháp, và Atlantis đâu nhỉ? Ông muốn nói cái gì? thật ra con người chính là thí nghiệm của chúng tôi các người là những kẻ xâm lược hoàn hảo mà chúng tôi đã tạo ra một loại virus hoàn hảo các người đã xóa sổ chủng tộc nguyên thủy trên trái đất để nhường chỗ cho sự xuất hiện của chúng tôi hãy nhìn xem chúng ta giống nhau như thế nào đi hai chúng tộc đến từ các thiên hà khác nhau không thể giống nhau như vậy được vậy là vì chúng ta có dna giống nhau cho nên chúng tôi chính là các người thì ra con người là sản phẩm kỹ thuật di truyền của người ngoài hành tinh nhưng lại chỉ là phiên bản đơn giản hóa của họ người ngoài hành tinh đã tạo ra con người và thời gian đã lấy đi siêu năng lực của họ Bây giờ người ngoài hành tinh đã tới trái đất, con người không cần thiết phải tiếp tục tồn tại nữa. Nhưng sau khi Edward chứng kiến sự phát triển sau hàng vạn năm của loài người, ông ta không muốn loài người bị tuyệt chủng. Ngoài ra còn có một người ngoài hành tinh khác cùng đến trái đất với ông ta. Bây giờ hắn ta là người đang kiểm soát mọi người trong khu cách ly. Cách duy nhất để con người có thể chiến thắng là giết chết hắn ta. Và siêu năng lực của Sasha lại vừa đúng lúc có thể tìm thấy vị trí của người ngoài hành tinh. Nhưng bây giờ cần phải đưa anh ấy tới căn cứ. Bởi vì càng đến gần khu vực cách ly thì khả năng cảm nhận của anh ấy lại càng mạnh, sau khi hiểu được nguyên nhân và hậu quả của mọi việc, Kaya vẫn hoàn toàn chưa tin tưởng vào lời nói của Edward, nhưng ngay khi cô đang do dự, lại nhận được tin tức đội trinh sát bị tấn công, vì thế nên Kaya chỉ đành đưa Edward tới căn cứ. Sau khi họ tới nơi, Edward liền đưa Sasha tới nơi yên tĩnh. Bây giờ Sasha cần phải nghĩ tới giấc mơ của mình. Với sự giúp đỡ từ siêu năng lực của Edward, lần này Sasha cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ một số hình ảnh chưa từng nhìn thấy được đây. Sau đó anh nhanh chóng vẽ lại khung cảnh trong mơ. Edward sau khi nhìn thấy bức tranh, ông ta kết luận ngay rằng đây chính là vị trí hiện tại của người ngoài hành tinh kia. Tôi biết hắn ta ở đâu rồi. Hắn đang ở Kirov. Sau đó người chỉ huy lập tức mang theo một đội lên đường. Nhưng khi họ vừa mới ra ngoài, đã nhìn thấy cảnh tượng vô số tên lửa tấn công vào căn cứ, chứng kiến căn cứ cuối cùng của nhân loại bị phá hủy như cho tàn. Kaya lập tức nhắm khẩu súng của mình vào người Edward. Thì ra ông ta đã biết căn cứ sẽ bị người ngoài hành tinh tấn công, bởi vì khi xa xa nhìn thấy người kia, thì đối phương đồng thời cũng biết vị trí của anh. Tuy nhiên đây là điều con người phải trả giá. Nếu muốn giành được chiến thắng đồng thời lúc này sau khi đội trinh sát không nhận được sự hỗ trợ từ căn cứ đội trưởng lập tức sử dụng tên lửa cuối cùng để đẩy lùi kẻ thù sau đó anh dẫn các thành viên trong đội di chuyển lên tầng cao nhất sau khi lên tới đỉnh tòa nhà người quan sát đã báo cáo cho anh ta rằng không biết tại sao kẻ địch lại đột nhiên lựa chọn rút lui nhưng đội trưởng biết kẻ thù chắc chắn sẽ còn quay trở lại bọn cần phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này bây giờ căn cứ cũng đang gặp nguy hiểm nên cần phải tập hợp cùng các đội khác như vậy thì họ mới có thể sống sót được vì vậy nên họ đã dùng dây thoát hiểm để nhanh chóng đi xuống phía dưới tòa nhà tuy nhiên lúc này kẻ địch lại một lần nữa xuất hiện hay là sau trận chiến vừa rồi kẻ địch còn thừa lại cũng đã không còn nhiều nữa nhưng dưới sự tấn công bất ngờ của họ có hai người lính đã nhanh chóng ngã xuống đất thấy kẻ địch đã lao tới nơi đội trưởng không còn cách nào khác chỉ đành nhặt vũ khí lên đánh giáp lá cả với họ chờ sau khi trận chiến kết thúc đội trưởng mang theo một người đồng đội khác tới nhà kho chờ tới ngày hôm sau họ lái xe đến địa điểm nơi một đội khác đang đóng quân nhưng bây giờ ở đây khắp nơi đều là xác chết khi đội trưởng bước xuống xe để kiểm tra thử lúc này có người kích động hét lớn tên của anh thì ra tiểu đội này vẫn còn một vài người sống sót chờ tới khi hai đội hợp nhất thành công bọn họ, họ lập tức bắt đầu thảo luận về chiến thuật tiếp theo của đội tuy nhiên lúc này một âm thanh máy móc vang lên từ bên ngoài họ từ từ đi tới cửa sổ nhìn thử thì ra là đội của chỉ huy cũng vừa đúng lúc đi ngang qua đây mọi người kích động lập tức lao ra ngoài lúc này họ mới biết chuyện đã xảy ra tối hôm qua bây giờ không những căn cứ bị phá hủy mà ngay cả Moscow cũng đã bị người ngoài hành tinh tấn công và cách duy nhất bây giờ có thể cứu được nhân loại chính là tới Kirov tiêu diệt căn cứ của người ngoài hành tinh, vì thế nên cả đội bắt đầu xuất phát. Vì người ngoài hành tinh nghĩ rằng Edward đã chết tại căn cứ, cho nên bây giờ hắn ta đang tập trung toàn lực tấn công vào nhóm sinh vật sống. Hơn nữa Edward còn luôn sử dụng siêu năng lực thay đổi vị trí của cả đội, cho nên họ đến Kirov một cách rất dễ dàng. Tuy nhiên khi họ ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu thì siêu năng lực của Edward cũng ngày càng yếu đi. Chẳng bao lâu họ đã gặp phải một số lượng lớn kẻ thù ở phía trước khi kẻ địch tung ra đòn tấn công kiểu cảm tử một trong những chiếc xe bọc thép của đội đã bị nổ tung ngay lập tức người chỉ huy thấy vậy liền lệnh cho toàn đội tiến về phía trước với tốc độ tối đa chiếc xe bọc thép nhanh chóng lao thẳng về phía kẻ địch thời điểm hai bên tấn công lẫn nhau một con đường chẳng mấy chốc đã bị nghiền nát đẫm máu cơ thể của con người hoàn toàn không thể ngăn cản được bước tiến của xe bọc thép nhưng bây giờ tất cả những người này đều đã mất đi ý thức họ điên cuồng tuyệt vọng lao về phía xe còn có người nhảy từ trên lầu cao xuống may là tốc độ của xe bọc thép nhanh đến kinh người cuối cùng họ cũng đã thành công thoát khỏi được vòng vây sau đó cả đội tiến thẳng tới vị trí của người ngoài hành tinh điều khiển, chờ tới khi họ tới được đích, không ngờ nơi này lại có địch phục kích, nhưng bọn họ thậm chí còn không có vũ khí trong tay, vì thế dưới sự tấn công điên cuồng của tiểu đội, những người ở đây nhanh chóng được xử lý sạch sẽ. Sau đó Edward dẫn vài người lính lên lầu, còn chỉ huy ở lại để phòng thủ. Lúc này trên radar của họ đã phát hiện ra một lượng lớn kẻ địch đang nhanh chóng tiếp cận nơi này, nhìn đám đông dày đặc trước mặt, những người lính bắt đầu tấn công, bây giờ họ cần phải giữ cửa. Sau đó câu đủ thời gian cho Edward lúc này đội trưởng cũng đang dẫn người đi lên mái nhà mặc dù họ liên tục bị kẻ địch chặn đường đi nhưng cuối cùng họ vẫn có thể thành công đi lên trên sau khi xa xa lên tới nóc tòa nhà người ngoài hành tinh điều khiển quả nhiên ở chỗ này sau khi nhìn thấy gương mặt của tên sát nhân muốn hủy diệt loài người này đội trưởng ngay lập tức xông lên vồ lấy ông ta thế nhưng trong chốc lát anh đã bị đá hất tung suýt rơi ra khỏi tòa nhà lúc này edward cũng đã bước vào trạng thái chiến đấu hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau nắm đấm của họ cực kỳ mạnh mẽ mỗi lần tấn công đều bắn ra tia lửa nhưng lúc cuộc chiến đang không ngừng leo thang Dần dần Edward không phải là đối thủ của hắn ta nữa, ông ta trực tiếp bị đối phương ném đi. Tiếp đó người ngoài hành tinh không cho ông ta thời gian để nghỉ ngơi, dưới sự tấn công dồn dập của hắn ta, tan can bằng thép ngay lập tức bị vỡ thành hai mảnh, ngay khi hắn ta muốn ném Edward ra khỏi tòa nhà, lại bị Edward giơ chân đá bay. Sau đó hai bên lại lao vào đánh nhau, tận dụng cơ hội này, đội trưởng lại leo lên đỉnh tòa nhà một lần nữa. Bây giờ trận chiến của Edward và người ngoài hành tinh đã đến thời điểm quan trọng. Ngay lúc này ở dưới tầng, một chiếc xe chở đầy thùng dầu đang lao về phía cửa mặc dù quân lính đã nhanh chóng giết chết tài xế nhưng cuối cùng chiếc xe vẫn lao tới do lực quán tính cùng theo đó là một tiếng nổ lớn vang lên tất cả những người lính ở đó đều đã chết sau khi không còn sự ngăn cản của những người lính vô số người bắt đầu điên cuồng lao vào tòa nhà và vụ nổ đó cũng đã gây sự chú ý tới người ngoài hành tinh edward nhân lúc hắn ta đang mất tập trung ngay lập tức tung đòn phản công lần này cuối cùng ông ta cũng đã thành công đánh trúng mục tiêu với sức mạnh to lớn của mình Áo giáp của người ngoài hành tinh đã bị xé toạc ra một khoảng trống, ngay bây giờ, khi quả bom nhỏ màu trắng được bỏ vào trong cơ thể của người ngoài hành tinh, chẳng bao lâu hắn ta đã trở nên bất động. Sau đó Edward chậm rãi bước đến mép tòa nhà cao tầng, khi ông ta nhắm mắt lại và sử dụng siêu năng lực của mình, đám đông vốn đang điên cuồng trước đó ngay lập tức không còn phản ứng, họ rơi thẳng từ trên những tòa nhà cao tầng xuống như những bông tuyết. Sau khi mọi thứ đều đã lắng xuống, đội trưởng lúc này mới nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy trên mặt đất phủ đầy xác chết. Cuộc tấn công chống lại loài người cuối cùng cũng đã kết thúc. Tuy nhiên vào lúc này Thái độ của Edward đột nhiên lại thay đổi, vì ông ta muốn trở thành người thống trị của nhân loại, hóa ra đó là lý do mà ông ta giúp đỡ con người, thực ra ông ta có thể ngăn người ngoài hành tinh bắn sóng xung kích, như vậy thì 8 tỷ người trên trái đất sẽ không bị chết, nhưng nếu như Edward làm như vậy, thì phi thuyền của người ngoài hành tinh sẽ tiến vào chế độ phòng thủ, vì vậy ông ta đã sử dụng sự hy sinh của 8 tỷ người, đổi lại những người ngoài hành tinh kia sẽ nới lỏng cảnh giác với trái đất, đối với ông ta mà nói thì cuộc đời con người cũng chỉ đơn giản là một con số, chờ tới khi cuộc tấn công này kết thúc những người còn lại ở đây sẽ bắt đầu lại một nền văn minh mới và ông ta sẽ trở thành vị thần sáng tạo đích thực của loài người, mặc dù Edward đã giúp đỡ con người, nhưng sự máu lạnh của ông ta cũng khiến cho mọi người sợ hãi, vì thế nên trợ thủ bên cạnh ngay lập tức xông lên tấn công ông ta, nhưng Edward chỉ cần một suy nghĩ, người trợ thủ ngay lập tức bị mất kiểm soát và tấn công về phía Kaya, thấy Kaya cứ như vậy mà chết đi, một người lính khác ngay lập tức lao về phía Edward, nhưng đội trưởng đã tiến tới ngăn cản anh ta, lát nữa thôi hàng triệu người ngoài hành tinh sẽ tới trái đất, nếu như bây giờ họ giết chết Edward Vậy thì tới lúc đó con người sẽ không bao giờ có cơ hội chống lại người ngoài hành tinh được nữa. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai người thực chất chỉ là diễn, ngay khi Edward bị phân tâm, người trợ thủ ở bên cạnh nhặt dao lên tấn công về phía ông ta một lần nữa, mặc dù đòn tấn công của anh ta ngay lập tức bị Edward ngăn lại, nhưng sau đó một người lính cũng nhân cơ hội nổ súng vào người ông ta. Thế nhưng sau khi Edward bị bắn, cơ thể của ông ta lại không có bất kỳ một tổn thương nào. Sau đó ông ta lập tức biến thành hình dáng cha của người lính và ông ta còn tạo ra vô số hình dáng đó vây xung quanh anh ta. Lúc này người lính không biết phải nhắm bắn vào ai. Tuy nhiên đúng vào lúc này Người trợ thủ xông lên bắt lấy một người rồi nhảy xuống tầng, thì ra anh ta đã từng là trợ thủ của Edward. Giữa anh ta và người ngoài hành tinh có một mối liên kết mơ hồ, cứ như vậy người trợ thủ đã lựa chọn đồng quy vô tận cùng Edward, nhưng trước khi mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, thì phi thuyền thuộc địa của người ngoài hành tinh cũng đã tới trái đất. Hóa ra lý do người ngoài hành tinh tới đây là vì đây là tọa độ hạ cánh của tàu vũ trụ thuộc địa, chờ tới khi tàu của họ hạ cánh, một con đường được mở ra từ tàu vũ trụ. Thế nhưng con tàu lại không có bất kỳ một động tĩnh nào, vì thế những người lính còn lại đã chủ động tiến vào tàu của người ngoài hành tinh sau khi vào bên trong họ phát hiện ra rằng nơi này có rất nhiều cabin không hoạt động và thật ngạc nhiên tất cả những người nằm bên trong đều là người ngoài hành tinh những người lính còn chưa kịp phản ứng một âm thanh đột nhiên phát ra từ trung tâm phi thuyền khi đường ống màu xanh bắt đầu hoạt động những cabin không hoạt động ngay lập tức sáng đèn lúc này họ mới hiểu một khi chất lỏng năng lượng màu xanh này chảy vào các cabin những người ngoài hành tinh con đang ngủ sẽ thức dậy vì thế nên người lính đã bắn vào cabin chưa hoạt động mặc dù phương pháp này có hiệu quả nhưng bây giờ họ lại không có đủ thời gian và đạn dược ngay khi mọi người rơi vào tuyệt vọng một người nữ quân nhân đột nhiên nhìn thấy các ống năng lượng trên mặt đất có thể phá vỡ vì thế nên cô ngay lập tức phung búa đập vỡ nó và khi đường ống năng lượng này bị phá vỡ đất lỏng năng lượng trong cabin ngay lập tức bị cạn kiệt những người ngoài hành tinh vẫn còn đang ngủ bên trong bị ngạt thở và chết ngay sau đó toàn bộ đèn trong cabin đều bị tắt thấy cách này quả nhiên có hiệu quả những người lính còn lại bắt đầu điên cuồng phá hủy những đường ống dưới sự tấn công liên tục của họ cuối cùng toàn bộ ánh đèn trong tàu vũ trụ đều bị tắt ngúm chẳng mấy chốc họ đã tới đường ống cuối cùng ngay khi người lính chuẩn bị phá hủy nó nào ngờ nữ quân nhân bên cạnh đã ngăn anh ta lại thì ra cô ấy phát hiện ra thứ gì đó đang ngủ trong cabin nằm bên trong đều là những đứa trẻ người ngoài hành tinh nhưng ngay khi họ đang do dự những cabin không hoạt động cuối cùng cũng đã được kích hoạt thành công sau đó dưới cái nhìn của người những lính vô số những đứa trẻ người ngoài hành tinh bắt đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài lúc những người lính nhìn vào những sinh mạng trẻ con trước mắt họ cả những đứa trẻ lập tức sợ hãi không ngừng đi lùi lại nhưng rồi chúng cũng bước chậm chậm về phía con người vì sự tò mò nhìn vẻ mặt ngơ ngác và ánh mắt bối rối của chúng thực chất chúng cũng là một chủng tộc sắp bị tuyệt chủng, cuối cùng sau một lúc do dự những người lính cũng thả súng xuống, con người cũng có thể chung sống hòa bình được với người ngoài hành tinh.